Cùng phí tùm nục đồng cáng, chùm phúc đọc rạm, tùm nục nơi sách David, áo bà dư hô vã ơi, ta nẹ ná nâng nơi khnông rút ở bà sọt rô bát trùng. Ta nẹ ná nâng nơi lưu phnông bò rô sọt nơi trung bán, cứ chỉ nẹ ná đại đá đòi tiên trọng, hai bật vật sức đầy sạch rật, bóng tàng bố sức đầy bật vì khnông chật phòng. Chỉ nẹ đai mần bố bằng cách đòi ẩn đạt, rứt vừa ạc rõ đòi mất xâm lành, rứt dọc rướng bọ kế vì nẹ chất khang luôn lại. Chỉ nẹ đầy miếng phân nạch mới mần ốc bìl, đòi sức đầy sắp phùm, tái lược mục ốc nẹ đầy cót khai đòi bởi dì hồ vào vình. Chỉ nẹ đầy hiến tiếng sắp đòi bóng bởi giác luôn phòng, ớt prai bù lại. Chỉ nẹ đai mần bình chánh prạc luôn đầm bấy dọc cá sọc, có mần tật tua xâm nốc, toa nâng mần ốc ớt miền tù. Nẹ nát đáy bật bật giác đôi chân này, nẹ nụ nâng mình tới rừng cử lời.